Trong hai ngày 11 và ngày 12 tháng 3 năm 2021, tức ngày 28 và 29 tháng Giêng năm Tân Sửu, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên đã tổ chức lễ hội Tết Rừng năm 2021. Đây là nghi lễ truyền thống có ý nghĩa quan trọng nhất trong năm đối với đồng bào Mông Nà Hầu. Tại lễ khai mạc, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Yên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nà Hầu đã phát động phong trào bảo vệ rừng, kêu gọi nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ rừng nguyên sinh. Cùng với đó đã diễn ra các tiết mục giao lưu văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân địa phương. Phần lễ được tổ chức vào sáng ngày 12 tháng 3 năm 2021, tức ngày 29 tháng Giêng âm lịch, theo phong tục của địa phương, với những nghi thức độc đáo, linh thiêng được diễn ra ở cửa rừng, dưới gốc cây cổ thụ trong khu rừng cấm, rừng thiêng của cả ba thôn trên địa bàn xã Nà Hầu. Phần hội bao gồm các hoạt động thi đấu thể thao như kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, bóng chuyền nam tại sân vận động trung tâm xã. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra các trò chơi dân gian như đánh quay, đánh cù nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và khơi dậy tinh thần lao động hăng say của người dân trong xã. Cùng với đó, tại khu vực ủy ban nhân dân xã còn có các gian hàng đặc sản của địa phương như gà cầm, lợn cắp nách, ốc nứa, rau rừng, bánh dày, mèn mén. Sau lễ hội Tết rừng, theo tập tục của người Mông, các thôn bản của xã Nà Hầu đều thực hiện cấm rừng 3 ngày, từ ngày 13 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 3, để tạ ơn thần rừng. Cũng trong 3 ngày này, mọi người tuyệt đối không đi vào rừng chặt cây xanh, không đem lá xanh từ rừng về nhà, không đào củ, bẻ măng, không đào đất, không thả rông gia súc, không xay ngô, giã gạo. Lễ hội Tết rừng xã Nà Hầu không chỉ là một nghi lễ độc đáo mà còn góp phần thiết thực vào công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, bảo tồn sự đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu nói riêng và trên địa bàn huyện Văn Yên nói chung. Đây cũng là dịp để xã Nà Hầu quảng bá, phát triển du lịch cộng đồng, từng bước thu hút khách du lịch đến tham quan rừng nguyên sinh, khám phá sự kỳ thú của các thác nước và hang động, thưởng thức các sản phẩm ẩm thực của đồng bào Mông, từ đó tạo điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.